tất cả các bạn ngày nay dùng một bột khóm này hay dùng phô pin mộc á, dùng phô bột ăn muối hay là bột chấm hơi muối này bột khóm. Bắt tọt mà tiết dùng miên đông muối là ngó, tật bắc cô cháu. Bắt tọt mà tiết dùng miên đông, ông bớt có nâng sạc tầm. Lấy nít chân chắp đam bốc đi đâu sấn. Lời nói nhìn chặt ăn cầu tị đốn. Và to mà tiếp những đạn score so chấu. Ấm bớ. Tôi muốn tới những bạn lập tâm chối hay dương cô với tôi tập úp á. Nên như chắc đang xeo có. Và tôi mới tích dụng đại tận bác cô trai cho một phóng. Và tôi mới tích dụng đại với cho một tích score so. À lời nếu như cho các em ăn phốn. À lời nếu như cho các em phục đồn sân. Lời dân thì lực như vậy.
bột dân ăn hai lỡ dân lượt đưa vô mà sụp tập tí xinh. Một tô mà tí dân vô đi ta ăn vậy. Lời nếu như sắp đam đi ngủ. Còn mà tiết trên vô là ngó ta đã cho mối nó có. Lỡ tốt, dưỡng chất chân hay lỡ dưỡng Sông viên lăng dưỡng một chấm phơi dưỡng. Lần này bột ăn hay là bột chấm hơi bỏ dương mang cho ăn bị rồi ở hao ấy là lỡ dương một bột đã chan sẵn. Tập một cái dương đặt đúng. À lời ní dương chập đám lúa, cũng có lên lòng chui mau muộn ấy. Hmm. Bột ăn. Cái bột ăn khuôn nóng chui cái tích đâu mà mỏ á. Whoa, yeah, we are in a place to be. Yeah.